Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, thứ Sáu ngày 22 tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị, hôm nay tôi xin phép mạo muội quý vị cho tôi thông báo đi tìm một người. Người đó tên họ là Ngô, tên gọi là Châu. Anh Châu có đến văn phòng tôi nhờ tôi làm luật sư đại diện cho anh ở tại thành phố Orange thuộc Orange County của Texas vào năm 2019, tức là trước khi dịch bùng nổ. Nhưng khi dịch bùng phát thì tòa dây dưa mãi cho đến nay, tòa đã thông báo là sẽ có phiên tòa trở lại và vụ án của anh Ngô Châu sẽ được xử. Khi nhận được giấy thông báo của tòa án tại Orange, tôi đã tìm cách liên lạc anh Ngô Châu. Tôi đã gửi thư bảo đảm và thư thường cũng như là tất cả những gì cần thiết đến anh, nhưng giấy tờ bị trở lại. Địa chỉ mà anh cho tôi, nó là một địa chỉ của một phòng cho thuê một khu chung cư. Tiếng Anh nó gọi là leasing office of an apartment complex. Nên nó không thể đến được. Điện thoại anh cho tôi thì tôi gọi là nó đã bị cúp rồi, không cách nào liên lạc được với anh. Nên tôi không biết làm sao hơn. Tôi đã báo cho tòa án và tôi có làm cái đơn, nó gọi là đơn xin không đại diện được cho anh, vì tôi đâu có liên lạc được với anh nữa, mà anh cũng không liên lạc với tôi. Tôi là luật sư của anh mà khi anh thay đổi điện thoại, anh không hề cho tôi biết. Anh cho cái địa chỉ nào cũng trật hết, và điện thoại nào anh cho thì nó cũng là những cái điện thoại không làm việc được. Và vì như vậy cho nên là tòa án ngày hôm qua đã ký giấy cho phép tôi rút lui, không còn làm luật sư của anh nữa. Nhưng mà với lương tâm của một luật sư, tôi vẫn nói để tôi tìm anh cho bằng được, thì tôi xin thông báo trên kênh này. Trước đây có một người, tôi thấy đó là một giọng của người phụ nữ giới thiệu anh đến tôi, thì tôi cũng mong rằng nếu ai đó nghe được tin này, xin báo đến anh Châu, họ Ngô. Đó là anh sẽ có hai buổi gặp gỡ với tòa án. Một buổi gặp gỡ đầu tiên là vào ngày 3 tháng 11 năm 2021. Trước 9 giờ sáng anh phải tới tòa để gặp công tố viên nơi đó, để có cái buổi gọi là hai bên trao đổi với nhau trước khi có tòa thực sự. Buổi đó tiếng Anh gọi là pre-trial, buổi tiền phiên tòa. Nếu không giải quyết được ngày hôm đó thì ngày 18 tháng 11 chính thức sẽ có một tòa án, tức là phiên tòa, một trial đàng hoàng có bồi thẩm đoàn. Vì trước đây tôi đã quyết định chọn bồi thẩm đoàn. Nên là vào ngày 18 tháng 11 năm 2021, có một tòa án ngày hôm đó là có jury trial, một bồi thẩm đoàn. Nên tôi cũng xin báo cho anh Châu họ Ngô biết là anh có một phiên tòa như vậy. Nếu ai nghe được, nhắn đến tai anh Châu họ Ngô. Nếu anh không xuất hiện vào ngày 3 tháng 11 trước 9 giờ sáng tại tòa án, thì chánh án ở nơi đó sẽ ra một cái án lệnh là truy bắt anh, warrant for arrest. Tôi cũng xin báo trước liền là ngày hôm đó anh không xuất hiện thì tòa sẽ cho anh một cái warrant for arrest.
Và nếu mà cảnh sát chặn anh ở vì bất kỳ vì một lý do gì thì họ sẽ thấy cái chat đó và họ sẽ bắt anh ngay lập tức. Và anh sẽ bị hai thứ tội, một tội trước đây và một tội thứ hai nữa là tội anh trốn không ra tòa. Nó trở thành trầm trọng hơn. Nên anh hãy liên lạc gấp với tôi để tôi còn có trả lời cho tòa. Dầu rằng tòa đã cho tôi được không còn phải trách nhiệm gì nữa trên cái vụ án của anh. Tôi đã được tòa ký giấy rồi. Ký giấy tôi không còn có sự trách nhiệm nào trên vụ án của anh nữa. Nhưng với lương tâm nghề nghiệp, tôi báo cho anh và nếu anh liên lạc với tôi thì tôi báo lại tòa và tôi sắp xếp lại công việc cho anh. Đó là thông tin tôi xin gửi và thông báo tìm anh Châu họ Ngô. This is a call, a notice to find a client of mine. The last name is Mr. Ngô and the first name is Châu. To inform you that there is a pre-trial on November the 3rd before 9 a.m. and if we cannot resolve the problem, then there will be a trial, a jury by a trial, trial by a jury, 9 a.m. on November the 18th in Orange County, Texas. If you do not appear on November the 3rd, 9 a.m. in court, Orange City, Orange County, Texas, there will be a warrant for arrest immediately. You provided me a physical address which is not working because it is a leasing office of an apartment complex. I've sent certified mails and regular mails to you and it returns. I even personally went to the office and talked to the manager there, but the manager there refused to provide any information. The phone number you gave me, they are not working and you never ever called me back to tell me that you already changed your phone number. Because of such circumstances, I have informed the court and filed a motion to withdraw, and the court, the judge already signed, releasing me of any duty, any responsibility in your case. Nonetheless, with concerns as a responsible attorney, I call and ask anybody to know where you are to inform you to call me immediately so that you can appear in court properly. Again, if you do not appear in court on November the 3rd, 2021 at 9 a.m. in Orange City Court, Orange County, Texas, there will be a warrant for arrest. I have done my best and have seek all avenues to contact you, but there is no way that I can contact you. And if there is any arrest on you, I will not be responsible. Thank you for watching and thank you for informing me a person by the last name of Ngô and the first name of Châu.